xem phim người lớn bị vợ phát hiện. Đây là anh chàng nào mà lại lén lén lúc lúc xem phim một mình mà không đủ vợ xem? Đúng. Dạ đúng rồi, là thì trước đó thì năm phải nói là vợ thì không giống như phụ nữ Việt Nam bình thường, kiểu là kiểm tra hết điện thoại hay là email không bao giờ. Nhưng mà cái vấn đề là cái gián điệp Google nhỉ, về muốn viết kiểu là xem phim tài liệu về thiên nhiên nhưng mà thực tế là xem phim sex như thế. Thì là vợ xem cái gì đó tự nhiên rất là ngây thơ ở trên Google. Và Google thì cứ bắt đầu thêm những cái chữ là nam đã thêm trước rồi. Và như vậy là thỉnh thoảng thì làm cho vợ buồn như vậy. Nhưng mà cái đó không phải là lỗi của nam nhưng mà lỗi của Google nè. Và nói chung là sau đó thì vợ xem cái lịch sử, về thỉnh thoảng thì mình quen xóa cái lịch sử của máy tính. Thì vợ xem cái đó, sau đó thì có nhiều chuyện bắt đầu xóa xanh mình, cái bản thân mình với những cái diễn viên, cái nhân vật đó trong cái phim người lớn. Và ở thì cứ kêu là xem như thế là đủ hay không hay... Mà thực tế là vợ cực kỳ hấp dẫn đối với nam. Thì cái đó là một vấn đề, thì cái giải pháp chỉ là mua thêm một máy tính nữa cho vợ sử dụng riêng. Anh lúc mà xem phim anh lúc nào cũng phải bấm Control Shift xong rồi bấm Enter. Thì cái đó là cái trang mà không thể nào mà giữ được cái lịch sử của anh. Đây là anh cảm ơn nha. Quay xong. Là Nam cảm ơn là sẽ rút kinh nghiệm đó vì chưa biết cái đó. Nhưng mà vợ cũng thích xem phim đó. Nói chung là không thích, thực tế là Nam rất là xấu hổ là xem cái đó. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tự nhiên là mình dậy buổi sáng, vợ không có ở nhà, mình rất là buồn, trầm cảm thì... Buồn gì? Thì buồn, nói chung là buồn nhiều thứ nha. Và kiểu là không, nói chung là không xem cái đó thì mất nhiều thời gian quá nha. Xem cái đó là 3 phút là quay đi làm việc rồi. Mà không có cái đó thì... Nói chung là Nam phải ăn nhiều đậu hủ vào. Nhưng mà Nam nghĩ là cái đó không phải là cái vấn đề của cái ấy cụ thể. Cái đó là mình buổi sáng thì vẫn muốn ngủ và thì không muốn đi làm và thấy rất là trầm cảm và cần cái gì, cái phương pháp gì đó để có sức lực. Chuyện của anh Nam là đứng về phía cánh đàn ông. Bây giờ là các bạn nữ, nếu như các bạn nữ vô tình mà phát hiện ra người yêu của mình, mặc dù là ở chung với mình, vẫn đầu ấp tay gối với mình mà vẫn đi xem phim ấy, thì các bạn nữ sẽ thấy như thế nào? Bình thường, em đã từng cưới chồng về xong mới là thử cầm điện thoại chồng lướt Facebook. Thì trời ơi, lướt Facebook thì thấy rất là nhiều trang mà chồng đã like, chẳng hạn như Girl sinh 18, em đẹp không anh ơi, gì đó, những cái tên rất là kêu gọi. Xong rồi vô toàn thấy mấy chị là lắc như vậy nè, lắc trời uống éo rất là dữ. Xong nói ủa cái này nó còn cảm thấy xúc phạm hơn là coi phim heo nữa. Dạ thì đó, thí dụ như coi phim heo lén lút con cậu này nó đập vô mặt mỗi ngày, mình có thể lướt ra mình thấy rất là nhiều sự lựa chọn, rất là nhiều chị quận cam, quận bưởi, quận dưa hấu đó. Mình trong khi nhìn lại mình ôi trời lép ô bức tường. Xong cái em mới chửi chồng, em mới làm một cái clip em chửi chồng rất là dữ dội, đưa ra bằng chứng rõ ràng. Mà từ sau ngày hôm đó Họa Mi không còn hot nữa. Nhưng mà cái này là chuyện khác nữa, là vì ở trên Facebook thì chồng có thể liên kết và liên hệ với những người đó đúng không? Dạ. Thì đó là chuyện khác, so với coi phim heo không thì không bao giờ có một cái liên kết gì đó. Thì cái này là nguy hiểm hơn nếu mà xem trên Facebook. Bạn trai, nếu mà bây giờ nhé, cụ thể là gặp mà người yêu mình hoặc chồng em bây giờ mà đang xem phim người lớn thì em sẽ phản ứng ra sao? Coi chung với. Hợp lý. Hợp lý. Anh thấy vậy là hợp lý. Tại vì rõ ràng thực ra chúng ta đã 18 rồi, đã lớn rồi. Dạ, lớn. Thật ra em thấy cái việc mà xem phim đó là tốt. Thứ nhất là nâng cấp cái kỹ năng, cái level của mình lên. Là cái thứ. Có trò gì mới chơi không? Mình sẽ thay đổi những cái kỹ năng đó để làm cái cuộc sống đó của mình nó muôn màu hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì xem cái đó thì sẽ không đi tầm bậy tầm bạ. Hôm nay riêng em thấy như vậy. Stress nữa. Tức là làm việc tốt hơn nữa đúng không? Đúng rồi, là mình giảm stress nữa.
Chứ là cứ là cứ khi mà mình không xem nó mình sẽ suy nghĩ à mình lên đây mình thấy này mình thấy cái kia, mình sẽ có những suy nghĩ bậy bạ. Còn khi mình xem cái đó xong thử không còn nghĩ nữa. Ra ngoài đường không còn nghĩ nữa thì em nghĩ đó là một cái hướng tốt. Có bao giờ mà có ai bị nghiện hay không? Thế nào gọi là nghiện? Đây một câu hỏi rất đúng. Nghiện lúc mà coi phim sex nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của mình ở ngoài. Không à. Không hẳn là à, tức là có là người, người xem bạn, thì nhưng mà sẽ không có nó sẽ ảnh hưởng tới cái như là bởi vì mình coi cho nên mình cảm thấy là mình muốn thử nhưng mà cuối cùng người bạn đời của mình lại không thử chung với mình. Hay là mình phải coi thì mình mới muốn làm thế này à. Nữa cái đó thì phải tùy vào cái trường hợp cụ thể mình mới biết cách để mình giải quyết mình tư vấn được, chứ còn mà bây giờ mình ngồi mình giả dụ ra thì muôn hình vạn trạng lắm. Chắc chắn là rất nhiều và những cái trường hợp như vậy mà nó gây ảnh hưởng tới mối quan hệ là cũng có chứ không phải là không. Cái gì cũng phải có cái tiết độ. Nói chung là vừa phải thôi, đừng có nhiều quá. Vậy thì rõ ràng là ở đây là cuối cùng là không có ai phản đối cái chuyện đó hết mà cảm thấy chuyện đó là chuyện bình thường. Có ai cảm thấy lợn cợn không? Có ai cảm thấy cái chuyện nó sẽ ảnh hưởng không? Nếu bạn gái mình xem thì sao, đúng không? Nếu mà lật lại vấn đề là mình tự hỏi con gái thấy con trai xem. Còn nếu mà con trai mà thấy bạn gái mình xem thì sao? Bình thường luôn. Wow. Cũng lạ lắm nè nghe. Em chưa bao giờ thấy cho nên không biết thấy chưa. Tại sao đúng không? Mình đẳng mà đâu có gì đâu. Thôi bây giờ mình thử hỏi đi. Ở đây trong tất cả chúng ta ở đây cả nam lẫn nữ luôn là có ai chưa từng xem phim người lớn? Lớn rồi mà. MC cũng không giơ tay lên thì nhưng mà chưa từng xem là con nít rồi. Chứ im lặng là câu trả lời chính xác nhất. Rồi. Câu chuyện tiếp theo. Anh có tin vào quả báo không? Các bạn có hiểu quả báo là gì không? Báo là karma. Là nghiệp. Karma. Trước karma. 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 Rồi, đây là câu chuyện quả báo của ai? Của em. Em bị quả báo như thế nào? Ủa không, em không bị quả báo. Ủa vậy? Nó kể câu chuyện em rủa người ta mày sẽ bị quả báo à, nghiệp à, người đó đó và nghiệp đó là vào một ngày rất đẹp trời mùa em xin phép được đi nhậu đó thì cũng nói ok đi quá quen rồi cái cảnh này quá quen rồi cho nên là ok đi và nó xuống đi tắm sau đó nhìn thấy điện thoại hiện lên nguyên một chữ Phương tên là Phương nhắn tới với nội dung qua rước nha ka Ủa gì một cái đoạn tin nhắn mà không có chủ ngữ vị ngữ chẳng hạn như là anh qua rước em nha hay gì toàn là cái chữ qua rước em qua rước nha xong rồi ka là cười á ý là cười xong rồi cái em mới suy nghĩ trời tên Phương là chỉ có thể là con gái thôi cái này chỉ có thể là con gái Phương là con gái không có tên nam Phương nhiều mà trời bạn em học chung lớp tên Phương nhiều lắm nhưng mà con trai tên Phương có ủa thì đó thì em mới không xác định là bây giờ là không chung vô cái gì nữa là tên của con trai nữa ô đây là con chuyện em kể ủa em đang kể dạ đó thì khi mà nhìn thấy là xong rồi tức đi lên cái ngồi bắt đầu trầm ngâm là mặt ngầu dạ là mặt ngầu kiểu ai ngắm tao hiểu rồi ok tao hiểu rồi xong rồi hồi nữa cái người yêu em tắm lên xong rồi nhìn em nhìn nó sao ủa sao là sao ủa sao đi chơi ai đi chơi bạn tên gì bạn tên Phương mày vẫn còn can đảm nói chữ Phương xong rồi xong rồi đúng không xong rồi cái nó ủa gì em thôi đi khỏi đi nín anh có tin là trên cuộc đời này có quả báo không anh có biết là người đang làm trời đang nhìn không ông trời có mắt mà ô em là ông trời này đang nhìn anh nè ô thấy không tên Phương đúng không ok tên Phương nào vậy anh xong rồi cái mới nói ủa Phương là thằng bạn của anh không có thằng nào tên Phương xong ủa em vẫn tin tưởng vào bản thân mình trên đời không có thằng nào tên Phương ừ ủa em nói Nguyễn Tri Phương đó em Nguyễn Tri Phương đó em ủa đó là một tên của một con đường ủa là đó giờ anh tưởng Nguyễn Tri Phương là nữ đó em vẫn tưởng Nguyễn Tri Phương là nữ mà đó thì sau khi mà cãi lộn hồi xong rồi mới quyết tâm gọi điện cho thằng Phương đó móc lên ủa ơi mày là nam hay nữ không mày xong rồi bên kia ủa ai vậy tao hỏi mày là nam hay nữ nam ba thấy chưa cái bộ não cái của phụ là... nữ ấy nó mặc định suy nghĩ xấu đến con trai đó đó bây giờ rốt cuộc là em là người bị quả báo em mới là người bị quả báo đó mày nam hả nam ba ok nam ba xong tắt đó là chuyện của em đó rất quê cao phải là một chàng pháo tay cho cái sự can đảm dám kể ra cái chuyện mà em đã sai lầm ngày xưa thật sự là đôi khi là phụ nữ họ nhanh quá họ nhìn cũng nhanh mà họ phỏng đoán vấn đề cũng nhanh mà đôi khi chính từ cái nhanh đó nó gây ra rất là nhiều những cái hệ quả mà sẽ không thể nào mà có thể hàn gắn được thế rồi sao ta
Thật sự là một khi mà đã muốn rồi thì khó khi nào mà có thể kiểm soát được, đặc biệt là đàn ông mà đã muốn giấu rồi thì giống như nãy Đạt có nói á, đàn ông mà đã muốn giấu rồi thì không có cái gì mà có thể gọi là giấu được hết trơn á. Vậy thì thấy ai cũng muốn giấu mà giấu đâu được đâu, chưa muốn giấu đó, chưa tận cùng muốn giấu đó, lên lên đỉnh thôi, là tại vì lúc đó người ta cũng đã muốn biết rồi. Thật sự cố tình đó, đã cố tình là cũng đã muốn biết rồi, không cố tình mà. Chứ còn một khi mà đã gọi là nhất quyết giấu thì khó. Vậy thì bây giờ hỏi lại là đàn ông thả thính nên xóa dấu vết như thế nào? Bây giờ mình thử mình bàn bạc coi. Đừng thả thính là đáp án. Đừng thả thính là đáp án. Đúng rồi, có người yêu rồi thì không nên thả thính người khác. Dạ, yeah, đồng ý, hợp lý. Và đây chắc cũng là câu trả lời mà sẽ nhận được nhiều sự đồng tình nhất đúng không ạ? Một khi mà đã có người yêu rồi thì chúng ta nên tập trung cho một người thôi, chứ đừng có mà phân tán tâm lý rồi sức lực của mình dành cho nhiều người quá thì đôi khi nó lại ảnh hưởng tới cái mối quan hệ của mình. Và cuối cùng thì cũng chẳng có gặt hái được một cái kết quả gì cả. Rồi thêm nữa là cái lời khuyên mà dành cho các bạn nữ là các bạn nữ cũng nên là bình tĩnh trong tất cả mọi tình huống. Bởi vì đôi khi là giống như Thanh cũng chia sẻ một câu chuyện, chỉ là vì cái tên thôi đó mà đã có thể là mém nữa là cái đổ vỡ trong mối quan hệ rồi. Thì chúng ta cứ bình tĩnh ngồi xuống. Tại vì thật sự nếu như mà đàn ông họ đã muốn đi rồi thì cứ để cho họ đi, chứ đừng có tiếc nuối giữ lại làm gì cả. Giữ lại thì gieo sầu thêm cho mình thôi, chứ mình có hạnh phúc thêm được ngày tháng nào đâu. Cho nên thương mình trước tiên thì kiểu gì rồi mình cũng sẽ hạnh phúc. Thì cũng hy vọng rằng đây cũng sẽ là lời chúc dành cho tất cả các khách mời của chương trình và các bạn khán giả đang theo dõi chương trình.